Em với chồng kết hôn được 8 năm, có một bé 5 tuổi, và mặc dù hai vợ chồng em sống chung trước hôn nhân và sau đó cũng có nhiều hành xử không đúng, nhưng có lời, nhưng có lẽ do em hơn hay sao nên trong vòng 3 năm trở lại đây cuộc sống vợ chồng em cũng tốt, chồng em cũng lo lắng cho em nhiều, mở ngoặc đưa hết tiền lương cho em và lo cơm nước cho em, mặc dù hai vợ chồng em đều đi làm như nhau, đóng ngoặc chắc được 6 điểm. Em biết đến những video của anh Tuấn khoảng 1 tháng nay, em cũng cố gắng thay đổi nên hôn nhân của vợ chồng em từ 6 điểm lên 8 điểm. Mừng cho em, chồng em cưng chiều em hơn, em cảm ơn anh Tuấn nhiều, em rồi một ngày đây em sẽ đến được lớp học hôn nhân hạnh phúc và chu lơ, em sẽ cố gắng hơn nữa để hôn nhân được 10 điểm. À, anh rất mừng cho em. À, cái em tả ra nó không có gì mâu thuẫn cả. À, ở giai đoạn đầu như là tụi em có sống chung trước hôn nhân có sai, nhưng mà cái sống chung hôn nhân đây nè, nếu mà em nói vậy có thể là em hiểu lầm rồi đó. Cái chỗ đây là không phải chỗ hôn nhân mà là sống chung, tức là quan hệ tình dục trước khi người đàn ông cam kết. Bởi nên là nhiều bạn nghe livestream mà không hiểu được cái cốt đó. Em có thể có hôn nhân sau nhưng người đàn ông vẫn có thể fall in love với em trước, vì lý do gì đó không biết, không chưa tới hôn nhân. Thì cái tình cảm mà đủ lớn thì cái sống chung đó là nên. Anh không biết cái chuyện của em như thế nào, nhưng mà em nói là sống chung với nhau trước hôn nhân thì anh trong dùng hôn nhân là một cái mốc để đo lường về tình cảm. Hôn nhân chỉ là một cái chặng mình tới thôi, nhưng mà cái quan trọng là cái cảm giác fall in love đó, nó mới là cái quan trọng. Lúc đó là nên quan hệ tình dục, nên sống chung đó. Thì đại đa số người ta lúc tới đó người ta sẽ đến với hôn nhân, nhưng mà trên thực tế thì rất ít người tới được fall in love, rất ít. Ok, cho nên là chuyện của em chưa chắc đã là sai, mà thứ hai là sai chưa chắc đã là đủ để vỡ. Và sau đó em nói là hai vợ chồng vẫn sống với nhau, vẫn vẫn có những cái được 5, 6 điểm, 6 điểm hay gì đó. À, nó có nghĩa là có những cái hành xử khác em vẫn làm đúng. Cái sai nếu có thể, nếu hồi trước là đúng thì là tốt, còn nếu hồi trước mà đã có sai thì cái mức độ sai nó không đủ lớn để có thể nó hư cái hôn nhân, hoặc là nó ở cái mức tàn tàn như em nói 6 điểm, mà sau đó em có những cái sự thay đổi, những cái kiến thức gì đó. À, cho nên hôn nhân em nó tốt lên và nó được tốt đẹp. Chúc mừng em ha, và chắc chắn là nếu mà em ở trong một cái tinh thần, một cái thái độ đó thì anh tin là em sẽ được cái true love, tức là cái cảm giác yêu bền vững trong cái cuộc sống tình cảm của em. Chúc mừng em. Những cái bạn nữ mà có được một cái cuộc sống tình cảm tốt đẹp đó, họ rạng ngời, bây giờ mới hiểu tại sao cái sự khác biệt của cái sự rạng ngời đó, họ tươi vui, số đúng là không nhiều, họ tươi vui, họ nhẹ nhàng, số đúng là không nhiều nha. Còn đa số các bạn nữ là ôm một cái nỗi đau, mà cái đó là bình thường á, đại đa số. Còn một số nhỏ nhỏ là đau cái kiểu mà dẫn tới những cái hành động mà người ngoài nhìn vào không hiểu tại sao, tại sao lại làm như vậy á. Thấy kêu là có những người họ nói vậy nè, bây giờ mới hiểu cái câu này, tôi có máu điên á. Kiểu vậy đó, đừng chọc tôi nha, tôi có máu điên á. À, cái kiểu đó là tức là họ có những lúc họ cảm giác là họ họ thấy chính họ cũng cảm nhận, họ không biết là gì, họ nghĩ là đó là máu điên á. Thì đó là những bạn mà họ bị nặng á. À, ok, tiếp tục phỏng vấn mấy các bạn nữ thấy đúng để thương phụ nữ. Đàn ông họ cũng có cái kiểu khổ của họ, nhưng mà kiểu khổ của họ về sự nghiệp, họ bị stress vì sự nghiệp, họ bị stress khi họ bị tụt cảm giác yêu, họ bị nhăn nhó, họ bị tổn thương theo kiểu của đàn ông. Phụ nữ thì bị đau theo cái kiểu phụ nữ, họ ôm một cái mớ đau xong rồi nó ảnh hưởng của họ, nó ảnh hưởng họ mà họ không nhận ra, họ chỉ biết là nó khó chịu và họ bắt đầu có những cái hành động để làm mình dễ chịu. Nhưng mà những cái hành động đó để làm dễ chịu tạm thời lại làm cho họ nghiện hơn với cảm giác đau. Tại vì lúc đó trong não nó tiết ra cái opioid. Khi mà các bạn tức giận ai đó mà các bạn cứ nghĩ về nó, có nghĩa là lúc đó ở trong các bạn đang tìm cách nắn lại sự kiện trong quá khứ. Tức là giống như là mình bạn nghĩ là mày đáng đời mày, mày sau này sẽ bị xe nó đụng, mày bị rắn nó cắn, mày bị chó nó cắn, đáng đời mày, mày thế nào cũng bị nhân quả gì đó. Tại loại vậy đó mình nghĩ. Cái đó chính là mình đang bị quả đó. Tức là lúc đó là mình đang bị quả đâu, mình nghĩ người ta bị nhân quả, tại là mình là cái đứa đau chứ mấy người kia, và mình bị kẹt với những cái đó. Và nhưng mà cái lúc mà mình bị cái đó, mình đang nắn những sự kiện đó là trong não mình nó tiết ra một cái dễ chịu đó, lý do tại sao bạn cứ làm. Nhưng mà cùng một lúc khi mà mình nắn những cái cách nghĩ về những việc đã xảy ra, nó đã qua đó, thì có nghĩa rằng mình đang đúc mình ra cứng hơn ở cái sai. Hồi trước sai nó mềm còn nắn được, dần dần nó cứng rồi, gọi là sự khập khiễng luôn. Cái đó là một trong những cái cách nỗi đau nó được phóng đại và nó cứng lại. Đó mới là cái chết, cái đó mới là cái căn. Sau đó nó thành cái con người mình luôn. Ok, tiếp tục. Bạn trai em giờ vẫn không gặp em vì em làm ở bệnh viện. Lần trước em hỏi anh Tuấn, anh nói em không cần lùi lại. Vậy em phải đợi anh đến bao giờ hả anh? Anh nói như vậy là không thương em phải không? Em có người khác muốn gặp và tìm hiểu, em bây giờ nên làm sao?
Em ơi, em nói lần trước em hỏi anh Tuấn, anh nói không cần lùi lại thì anh bố ảo anh không biết là cái tình huống nó là gì. Nhưng mà bây giờ em nói vậy cho nên không biết cái lần trước, nhưng mà bây giờ em tư vấn cho em ở đoạn sau. Em nói là bạn trai em đến giờ vẫn không gặp em vì em làm ở bệnh viện. Em ơi, cho dù em làm ở đâu, anh ta vẫn muốn gặp em. Có thể là sợ lây bệnh thì gặp theo kiểu sợ lây bệnh. Anh nói cho em biết bây giờ mà có ở trong tù người kia cũng vẫn đi tìm, chứ đừng có nói ở bệnh viện. Ở bệnh viện đâu có nghĩa là hoàn toàn ngăn cách đâu. Giả sử như em nói là tôi nghe em ở một chiều không gian khác, anh không gặp được em, hay là anh ta em là trúc nữ, anh ta là ngư lan, năm gặp được có một lần thôi, hay là em nói là anh Tuấn ơi em vì em sống ở sao Hỏa, anh ta ở trái đất cho nên là khó gặp nhau quá, à cái đó thì ok. Cái này em làm bệnh viện sao là lý do để không gặp được. Cho nên ở đây nè, anh không biết cái mối quan hệ của em là như thế nào, nhưng mà ở em chỉ nói là anh ta không gặp em thì ở trạng thái hiện tại anh ta không có cái cảm xúc với em, có vậy thôi, mà mình cũng đâu có thì vì thế mà buồn. Cho nên là em cứ tiếp tục sống tiếp cái cuộc sống tình cảm của mình với cái kiến thức tình cảm mà em có và hành xử ý như vậy. Bây giờ có những người đàn ông người ta muốn tìm hiểu em, tại sao lại không, khi mối quan hệ kia đã ngưng rồi, đúng không? Nhưng mà con cái là mình phải làm sao để người đàn ông người ta yêu mình được á, đúng không? Tức là phải là cái phiên bản đó thì mới là quan trọng. Ok, cho nên theo em tả ở trạng thái hiện tại em đưa ra yếu tố là em làm ở bệnh viện mà anh ta không gặp em, thì anh gạt cái lý do ở bệnh viện ra, nó không phải là lý do, nó chỉ nói là anh ta không có tình cảm với em ở hiện tại, trước sau không biết, tụt hết hay là tăng lên gì đó không biết, nhưng bây giờ là coi như xong, anh ta không có gặp em thì nó là cái xác nhận rõ nhất của một người đàn ông không có tình cảm, nhớ nha, người đàn ông muốn gặp mình nó là cái rõ nhất rồi đó. Tại vì cái thằng cha mà yêu mình cho chịu không nổi nó cho không gặp, có đơn giản má ơi luôn. Em tưởng tượng cái thằng cha hàng xóm mà bụng phệ đó, thằng cha không thèm nhìn em á, thằng cha mà mỗi sáng cho dắt con chó lại trước cửa quán cà phê của em, nó dở cắn lên nó cái xong nó ngồi xuống nó cái xong rồi cái tung tăng đi, cha lại cười. Bụng phệ mồ hôi nhiễu mặc cái quần xà lỏn có một lớp lăn tăn lung tung lăn can ở trong á đó. Đi toàn ten đó, dắt con chó xong sáng về. Mà khổ cái làm lúc 5 giờ sáng đi, để sáng 6 giờ người ta mở quán người ta dọn, đợi cái lúc 7 rưỡi khách vô đông lùm được con chó lại cái quán cà phê em mở ra, bởi vì em phải khổ cho em là vậy đó đó. Mà thằng cha đó thì sao biết không, không muốn gặp em, không muốn gặp em thì em thấy không. Ủa em, anh Tướng Lê, bây giờ cha hàng xóm cái anh hàng xóm mà tóc hói anh có mấy cọng trải qua mà sáng bụng phệ 150 kg đó, mà mỗi ngày đi qua nhà em đó, thằng cha không muốn gặp em vậy, có những người đàn ông khác tìm hiểu em thì em phải làm sao? Ủa em ơi, thằng cha không muốn gặp em thì coi như cháu có tình cảm với em thôi, cũng giống như mấy tỷ người đàn ông khác ở trên thế giới này không có đi tìm em á, thì nó có nghĩa là tao không có tình cảm thôi, vậy thôi, hiểu không? Tiếp tục sống cái cuộc sống của mình em, tự nhiên cái mình phải suy nghĩ về một cái người mà không ăn nhậu gì. Không phải là anh ta ghét em hay gì, mà anh ta không có tình cảm với một người dân xa lạ, mình đâu thể tự nhiên vì một người dân rồi cái mình để mình vậy đâu, hiểu không? Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới, bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.